Dạy con hiện tại với sự đồng hành của công ty cổ phần đào tạo tâm trí lực cùng chuyên gia giáo dục Nguyễn Phùng Phong, chủ tịch Liên minh siêu trí nhớ toàn cầu tại Việt Nam. Mến chào quý thính giả, quý vị đang đến với chương trình Dạy con hiện tại trên làn sóng FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và số điện thoại của chương trình Bích Phượng nhắc lại để quý thính giả tiện chúng ta lưu vào trong máy. Đó là 028-3822-1188. Chương trình được thực hiện trên làn sóng quen thuộc thứ năm hàng tuần, 9 giờ 5 phút đến 10 giờ 5 phút. Trên làn sóng này và cứ thứ năm, quý vị nhớ nha, chúng ta mở đài để nghe chương trình trực tiếp. Và tiện lợi hơn cả thì quý khán giả có thể là truy cập vào trang Facebook của thầy Nguyễn Phùng Phong. Quý vị chỉ cần đánh ra là Nguyễn Phùng Phong thì ngay lập tức sẽ coi được những hình ảnh live stream, những thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Trong Dạy con hiện tại các số trước thì chúng ta đã nói rất nhiều về những thông tin hữu ích mà Bích Phượng nghĩ rằng là nhiều quý phụ huynh và các em học sinh đều quan tâm, từ việc chúng ta là dạy con em tự lập như thế nào, phụ giúp việc nhà ra sao, đến việc đó là chúng ta dạy cho con em về cách cư xử, đối xử với mọi người xung quanh. Và ngày hôm nay lại là một câu chuyện khác nữa. Nếu bên cạnh chúng ta những đứa trẻ ngoan, những đứa trẻ có khả năng độc lập và tự phục vụ bản thân, nhưng bên cạnh đó có những đứa trẻ cực kỳ nổi loạn. Nói đến đây có lẽ là nhiều quý phụ huynh cảm giác, ủa biết con mình có nổi loạn không, mà mấy bữa này nói gì là thấy nó, mình nói một câu nó nói lại ba câu. Mình nói câu nó trả treo. Người lớn hay dùng từ sao ba mẹ nó cứ trả treo vậy hả, còn con thì lại nói là con không có trả treo, mà đây là con chỉ là nói lên cái ý kiến, cái chính kiến của con thôi. Và ngay lập tức những đứa trẻ như vậy được coi là nổi loạn và những đứa trẻ như vậy được coi là trẻ hư. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi câu chuyện cùng với thầy Nguyễn Phùng Phong, kỷ luật gia siêu trí nhớ thế giới và cũng là người sáng lập siêu trí nhớ học đường gây tiếng vang trong suốt thời gian vừa qua. Xin được chào thầy Phong ạ. Vâng, kính chào Bích Phượng và kính chào quý vị khán thính giả đang xem chương trình. Chúc quý vị một ngày mới thật là vui vẻ ha. Vâng, chúc thầy một ngày mới cũng tràn đầy năng lượng. Và chúng ta bắt đầu một câu chuyện, đây cũng là một năng lượng, nhưng nếu mà chúng ta biết điều chỉnh đó, thì nó là năng lượng tích cực. Một đứa trẻ nó năng động, một đứa trẻ có chính kiến. Nhưng chúng ta không có sự điều chỉnh thì đây là một đứa trẻ, người ta hay dùng cụm từ đó là nổi loạn. Vậy thì bây giờ trước khi chúng ta vào vấn đề chính thì Bích Phượng vẫn rất là băn khoăn cái cụm từ giữa một đứa trẻ là hư và một đứa trẻ nổi loạn. Có nhiều người đồng nhất trẻ hư chính là những đứa trẻ nổi loạn, nói gì là nói chung là chống đối lại. Thì theo thầy, đây có phải là một ý kiến mà chúng ta cần phải suy nghĩ thêm về việc đó chúng ta nhìn nhận về một đứa trẻ ạ? Đây là một câu hỏi rất là thú vị đấy. Nó liên quan tới cái định nghĩa của mỗi cá nhân. Anh chị em chúng ta biết rằng có những người cũng một cái vấn đề, nhưng mà nhiều người sẽ có nhiều định nghĩa khác nhau. Thì cái cụm từ mà nổi loạn trong cái suy nghĩ của mỗi người chúng ta cũng hoàn toàn khác nhau. Có những người phụ huynh nghĩ rằng đó là khi mình nói ra mà người ta cãi lời mình, con nó cãi lời mình, như vậy là không tốt. Mà nhiều khi phụ huynh lại quên suy nghĩ lại xem là cái việc mình nói nó có chính xác chưa. Quý vị hình dung hãy hình dung là ví dụ như khi mình đưa ra một cái lời la mắng chỉ trích nào đó với con của mình, thì cái câu hỏi là khi con nó phản kháng lại, thì câu hỏi đó là mình đã dành thời gian để mình tìm hiểu xem là cái thông tin mà mình đưa ra, mình kết án con mình hay là mình gọi là kết tội con của mình như vậy á, thì liệu là nó chính xác chưa. Nên là một trong những cái lý do mà trẻ nó nổi loạn trong suốt cái thời gian mà làm giáo dục các con, thì tôi trò chuyện với các con về cái việc đó là khi tại sao con lại có cái thái độ chống đối như vậy, thì con nó nói cho tôi biết rằng là các con nó nói rằng là bởi vì nó bị oan, tức là cái việc đó nó không có làm nhưng mà mình nói là nó làm. Hoặc là hai anh chị em nó gây gổ nhau, rõ ràng là nó nói là con chỉ đang ngồi học bình thường và em vào em của con yêu cầu lấy cái máy, mượn cái máy, nhưng mà con nói là con đang làm bài, đang học bài, con không cho mượn, thì con đang nghe chương trình, ví dụ như nghe chương trình siêu trí nhớ học đường chẳng hạn, nhưng mà em của nó lại yêu cầu là phải cho mượn máy để chơi. Nhưng mà khi mà người anh chị đó không có đáp ứng thì đứa em nó đã giật máy, và sau khi giằng co qua lại như vậy thì
thì có cái sự cãi vã như vậy thì bố mẹ vào và trách phạt cái đứa lớn, tức là đứa anh hoặc đứa chị. Thì khi mà nó bị trách phạt như vậy, nó cảm thấy nó không hợp lý. Tại sao nó đang học mà tự nhiên em và em đòi như vậy mà mình lại la đứa lớn, thì nó cảm thấy là không có tâm phục khẩu phục, thì dẫn tới là nó cãi lại. Có thể một lần nó nhìn, hai lần nó nhìn, nhưng mà nhiều lần nó sẽ cãi lại. Vậy thì cái việc nó cãi lại như vậy, chúng ta có nhiều người cho là con nó hỗn, nó nổi loạn, vân vân. Thì cái câu hỏi ở đây là chúng ta cần định nghĩa lại là, thứ nhất đó là cái thông tin nó có xác thực chưa, nó chính xác như chúng ta nói hay không. Cái thứ hai nữa là cái điều chúng ta nói nó có chính xác không. Đôi khi chúng ta cũng là một cái người nhầm lẫn thông tin, hoặc là chúng ta chưa có rõ về thông tin. Tức là con chúng ta nó được tiếp nhận thông tin theo một cái chiều hướng khác. Ví dụ như nói đơn cử thôi. Tôi khi trong cái lớp đào tạo của tôi nói là não bộ chúng ta đó nó có khoảng 86 tỷ neuron thần kinh. Lập tức có nhiều phụ huynh họ comment bên dưới 100 tỷ mà thầy. Hình dung được không ạ? Thế thì nếu mà trong cái trường hợp người ta họ nói lại như vậy, và mình nghĩ rằng mình là cái nhà đào tạo, mình là cái người người ta gọi mình là thầy là mình phải đúng. Cái mình nói chị ơi chị nhầm rồi, chính xác là 86 tỷ. Mình nói như vậy thì dẫn tới mình không có lắng nghe, mình không có tôn trọng cái người gọi là tham dự cùng với mình. Đấy. Vậy thì mình con của mình cũng vậy đó quý vị. Có rất là nhiều cái trường hợp đó là khi mà con nó phản ứng lại một cái thông tin gì đó, hoặc là nó có một cái góc nhìn của riêng nó, thì chúng ta cho rằng trẻ như vậy là trẻ không ngoan. Và ở Việt Nam chúng ta không phải là tất cả, nhưng rất nhiều phụ huynh thích con vâng lời, nhưng chúng ta lại không hiểu rằng là cái sự phản biện nó mới tạo ra sự phát triển. Chứ nếu như mà chúng ta cứ nói và dưới phải nghe răm rắp, nói phải nghe răm rắp như vậy, thì con của mình nó rất là khó để vượt qua mình. Mà ông bà mình đã dạy là con hơn cha là nhà có phúc, tức là phải tìm ra cái gì đó mới mẻ, cái gì đó hay ho, cái gì đó vượt trội. Chứ bây giờ cái gì mình cũng yêu cầu nói là phải nghe, nói là phải nghe. Thế thì mình có kiến thức là 10 mà mình nói tới thời của nó chắc nó còn 8 mà. Quý vị hình dung ạ, cái kiểu là như vậy. Dạ vâng. Thường Bích Phượng hay nghe ba mẹ hay la con là trứng mà khôn vịt. Dạ, khi đứa trẻ tỏ ra những chứng kiến. Và trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay thì Bích Phượng sẽ nói rõ hơn để chúng ta không phải đi thêm nhiều nội dung. Vậy là chúng ta sẽ tập trung nói vào một đứa trẻ thật sự là nổi loạn. Một đứa trẻ thật sự là nổi loạn ở đây có nghĩa là trẻ tỏ ra hết sức chống đối và thậm chí mang tính chất bạo lực. Chứ không hẳn là một đứa trẻ là chúng ta thỉnh thoảng hay đôi khi chúng ta nói những cái điều không đúng thì trẻ bắt đầu chống đối theo kiểu chúng ta sẽ nói lại. Ở đây một cái mức độ nó nhẹ. Bích Phượng nghĩ rằng là một mức độ nhẹ, hầu như đứa trẻ nào trong gia đình khi mà đến cái tuổi mà trẻ tự ý thức và trẻ có chứng kiến thì trẻ sẽ thể hiện. Nhưng hôm nay trong khuôn khổ dạy con hiện tại, chúng ta nói một góc độ mạnh hơn. Mà tại sao Bích Phượng lại đề cập vấn đề này? Tại vì trong một cái số thực hiện của dạy con hiện tại, hơi tiếc là mình không thể nào nhớ hết được tên của thính giả, tên của người sử dụng Facebook. Thì có một thính giả là Bích Phượng nhớ không lầm, thì trong cái số mà chúng ta thực hiện đó là dạy con phụ giúp việc nhà, thì có một thính giả Bích Phượng nghĩ rằng đó có thể là một phụ huynh tác thẳng, có nghĩa là tác tên á, tác tên Facebook thẳng của một người con và nói là thầy dạy nó đi, nó lì lắm, nói gì cũng cãi. Và Bích Phượng cũng rất là tò mò và cũng vào Facebook rồi tác đó, thì đúng là một đứa trẻ theo mình dự đoán thì khoảng là đây là học sinh cấp 2. Và lúc này thì rõ ràng câu chuyện là có nhiều phụ huynh đang rất đau đầu việc là con chống đối. Và khi mình lướt Facebook cái này là vấn đề tế nhị thì mình thấy có xu hướng bạo lực ở đây. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung mà Bích Phượng đề cập, đó chính là những đứa trẻ nổi loạn và có xu hướng chống đối mang tính chất là bạo lực nữa. Và thưa thầy thì có phụ huynh cũng đã gửi những thắc mắc inbox riêng cho Bích Phượng và nói là cái nỗi lòng của mình ở đây đó là con mình ở đây là không chỉ dừng lại ở việc đó là trẻ nói mình mà thậm chí là có tính chất là cự cãi và gây hấn luôn ạ. Và đây là những tình huống là Bích Phượng nghĩ rằng không phải là nhẹ nhàng nữa rồi. Vậy thì dưới góc độ của thầy, trong quá trình thầy đã từng giảng dạy và đối tượng gặp gỡ rất nhiều phụ huynh thì thầy đã từng gặp những phụ huynh đó là giống như là bất lực rồi, bó tay rồi với những đứa trẻ là nói nhưng mà không nghe và thậm chí là có xu hướng bạo lực như vậy, chống đối như vậy ạ. Trong cái trường hợp mà nếu mà trẻ mà nó mình nói ra là nó cãi, nói ra là nó cãi, nó lớn tiếng với mình, thì coi như cái trường hợp này là báo động đỏ rồi đó. Khi mà con nó nổi loạn thì nó có hai cái hình thái cơ bản, một hình thái đó là tỉnh và một hình thái đó là động.
Tỉnh tức là nó không thèm nói gì. Tức là mình nói gì nói, nó không thèm nghe nữa. À, có thể mình đang nói đã đời, cái nó nói mẹ nói xong chưa, cái nó con xin phép, cái nó vào phòng nó đóng cửa lại. Đó là đứa nó còn lịch sự. Còn có đứa khác nói nó không thèm nghe, nó đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm. À, đó là trường hợp thứ hai là tỉnh. Trường hợp thứ nhất là tỉnh, tức là không thèm nói gì, không cần phản kháng lại, nhưng mà đó là một hình thức nổi loạn. À, tiếp theo nữa đó là động, tức là nó cãi lại mình, nó lớn tiếng với mình, và thậm chí là nó có những cái hành động như thể mình ngang hàng phải lứa với nó vậy đó, cư xử mình với nó giống như là bạn bè ngang hàng phải lứa vậy. Thì nếu mà nó tới cái báo động đỏ đó thì cũng có những trường hợp khi họ đem con đến với tâm trí lực thì họ cũng ở trong trạng thái đó. Có đứa thậm chí nó bỏ nhà ra đi luôn, nó không thèm ở nhà nữa. Đó là nó ra nó ở ngoài cái tiệm rửa xe của một cái người nó quen biết và nó ăn ở ngoài đó luôn. À, đó là có những trường hợp nặng như vậy. Còn có những trường hợp là nói đang nói và nó chờ cho mình nói đã đời xong, nó hỏi xong chưa, con xin phép. Thế là nó đi lên phòng đóng cái rầm lại xong. À, thậm chí có đứa chẳng thèm xin phép luôn, nói gì nói, nó cứ đóng cửa lại, nó không thèm mở cửa luôn. À, như vậy thì những cái hình thái như vậy là rất là khủng khiếp đấy. À, vậy thì chúng ta để giải quyết cái trường hợp này, chúng ta cần quay về với cái vấn đề gốc rễ của mọi vấn đề, đó là luôn luôn có những cái nguyên nhân đã tạo ra một kết quả nào đó. À, quý anh chị em nghe kỹ ý này nhé, tức là luôn luôn là có rất là nhiều nguyên nhân để tạo ra một kết quả, chứ không bao giờ là một nguyên nhân mà tạo ra một kết quả bao giờ hết. À, vậy thì chúng ta bắt đầu rà soát một số cái nguyên nhân mà phụ huynh có thể xem xét xem con mình nó rơi vào trường hợp nào ha. À, trường hợp thứ nhất mà làm cho ra cái kết quả nổi loạn, cái nguyên nhân thứ nhất đó là con mình nó đang bị mệt quá ha. À, tức là nó cực quá, tức là nó thấy là cái việc học sao mà căng thẳng, nó mệt mỏi, nó cực khổ quá. À, người ta gọi là khi người ta cực thì người ta rất là dễ bực, và khi con nó bực mà mình cứ nhồi nhét thì người ta gọi là thêm dầu vào lửa. Tức là nó lên trường nó đang cảm thấy bài vở nhiều quá, mà mình lại cứ bắt nó phải học thêm, học bớt, học kèm nhiều quá. Rồi nó đang lên lớp, nó đang gặp những cái người thầy cô trình độ thì rất là cao, nhưng mà cái năng lực mà truyền đạt á, thì nó không có dễ hiểu. Rất là nhiều thầy cô, anh chị em nào đã từng đi học và gặp thầy cô trình độ thì rất cao, bằng cấp thì rất tốt, chỉ có cái lúc mà truyền đạt thì mình cảm thấy khó hiểu ghê, nó không có làm cho mình cảm thấy dễ hiểu. Mỗi đứa trẻ thì nó lại có những cái cách học khác nhau. Nếu mà nói về phong cách học tập thì chúng ta phải nói đến 8 cái phong cách khác nhau. Nhưng mà cái người thầy cô đó là dạy một cái phong cách thôi, tức là vào lớp dạy đúng 1-2 phong cách gì đó thôi. Còn lại con của mình nó đang ở một cái phong cách học tập khác, và nó cảm thấy khó tiếp nhận cái lượng thông tin đó, dù đó là môn học gì. Thế thì khi mà chúng ta gọi là chúng ta, con chúng ta nó đang ở trong trạng thái nó mệt mỏi, nó căng thẳng như vậy, mà chúng ta lại dồn ép nó phải học thêm cái này, học bớt cái kia, học tùm lum tá lả như vậy, thì con của mình nó cực quá. Mà mình về nhà mình còn thấy điểm của nó, ví dụ như nó cực, nó mệt muốn chết, nó nỗ lực nó được 7 điểm, mình nói trời đi học có 7 điểm mà. Bây giờ thời nay người ta học 9-10, mình học 7 điểm là sao? Hoặc là thậm chí nó học 4 điểm, 5 điểm gì đó. Và chúng ta căng thẳng với nó, chúng ta làm cho nó cứ ngày nào nó cũng thấy cực. Chúng ta mà người lớn chúng ta đi làm, chúng ta nghĩ coi, nếu giả như chúng ta tới một cái công ty mà nếu chúng ta làm mà cứ bị sếp chửi, sếp rầy, sếp kỷ luật, mà không thấy sếp hỏi thăm, không thấy sếp động viên, không thấy sếp cho mình được nghỉ ngơi, mà lúc nào cũng bắt mình làm thêm rồi căng thẳng, thì quý vị nghĩ quý vị có làm nổi ở doanh nghiệp đó không? Kiểu gì là chúng ta cũng nghĩ xin nghỉ việc thôi. Hoặc là chúng ta điên lên, chúng ta cự cãi lại sếp ngay. Chúng ta nghỉ việc mà không cần trợ cấp, phụ cấp, lương bổng hay là chế độ gì nữa hết. Chúng ta nghỉ ngang luôn. Tại vì chúng ta thấy chúng ta bị xúc phạm, chúng ta thấy chúng ta bị cực quá, chúng ta cảm thấy không được yêu thương, không được thấu hiểu. Vậy thì con chúng ta mà nếu như đang căng thẳng, nó đang mệt mỏi, thì đó chính là một nguyên nhân làm cho trẻ nổi loạn. Khi người ta cực, người ta đang rất là bực, mà mình còn chọc vào cái chỗ căng thẳng của người ta, thì người ta sẽ bùng nổ. Đó là một cái nguyên nhân dẫn tới sự nổi loạn của trẻ. Vì vậy chúng ta, nếu mà con chúng ta thấy nó nổi loạn thì chúng ta phải hiểu rằng nó đang gặp vấn đề gì không. Chúng ta rà soát xem trên trường con nó đang khó khăn gì không. Cái trường hợp thứ hai đó là nó đang chán. Nó chán cái gì? Có rất là nhiều đứa trẻ nó tâm sự với tôi là nó chán bởi vì nhà nó không có hạnh phúc. Nó thấy nhà nó là tiền bạc không có thiếu, chỉ có cái ba mẹ không có hòa thuận. Tức là suốt ngày nó thấy ba mẹ nó cứ cãi nhau rồi, hành học nhau rồi. Ta nói lúc thì mẹ nó đi ăn với mẹ, mẹ nói về ba nó không tốt đẹp.
rồi kể lỗi ba nó, rồi chê bai ba nó, là người đàn ông không trách nhiệm thế này thế nọ. Còn khi nó ngồi với ba nó thì nó thấy ba nó cũng nói mẹ nó là không ra gì. Tức là nó cảm thấy nó đang đứng ở một cái cửa giữa, ở trong một cái gia đình mà điều kiện vật chất không thiếu, mà tại sao nó lại thiếu tình thương, thiếu sự hòa thuận ha. Và thậm chí ở cái mức cao độ nhất, có những đứa trẻ nó chán. Bây giờ đối với cuộc đời nó chẳng cần gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang có một gia đình có cha, có mẹ, là giống như một đứa trẻ đang có hai cái chân. Tự nhiên ba mẹ nó cãi nhau, bây giờ đến một cao trào là ly hôn, ly dị. Vậy là suy ra quý vị hãy tưởng tượng để hiểu về nỗi chán của đứa trẻ này. Tức là quý vị đang có hai cái chân, quý vị đang đi rất là ngon lành, giống như Phong và Bích Phượng đây. Đứa nào cũng đang có hai cái chân đi rất là khỏe mạnh. Cái tự nhiên đùng một cái, tự nhiên hai chân này còn có một cái tức là ba đi mất tiêu hoặc là mẹ đi mất tiêu. Và tệ hơn cả, cái vấn đề mà chúng ta không thấu hiểu nhau để dẫn tới chia lìa nhau là chuyện nó cũng bình thường thôi, bởi vì chúng ta chưa học được cách xử lý những cái khác biệt bên trong mối quan hệ của mình. Chúng ta chưa xử lý được cái chuyện mà chúng ta tách nhau ra, cái chuyện nó cũng phổ biến và bình thường. Nhưng điều quan trọng đáng nói ở đây là khi tách nhau ra thì có người đã không cho phép cái người kia thăm con, không cho phép người kia chăm con, nên dẫn tới đứa con nó bị hụt hẫng. Nó giống như đang đi trên hai chân, tự nhiên bây giờ cuộc đời nó còn có một chân, là giống người đi cà thọt vậy nè. Tức là lúc đó nó cảm thấy, quý vị tưởng tượng mình đang có hai chân khỏe mạnh mà vì một cái tai nạn nào đó mà mình còn có một chân thôi, quý vị có buồn không? Quý vị có thấy chán đời không? Trước đây là mình chạy nhảy với các bạn bè của mình bằng hai cái chân, mình đá banh, mình chơi bóng bàn, mình nắm tay người bạn mình đi chơi vân vân. Bây giờ còn có một chân nè. Ồ, nhiều khi mình chán, không muốn gặp người khác luôn. Mình cảm thấy tủi thân, mình cảm thấy bị hụt hẫng. Quý vị phải nhớ cái hậu của các hậu, tức là cái hậu quả của cái việc mà vợ chồng mà không ở cạnh nhau là rất lớn đối với một đứa trẻ. Còn với chúng ta thì nhiều khi là còn khoái, bởi vì mỗi người không còn phải gánh cái sự khác biệt của người kia, mình khoái. Nhưng mà con của mình thì nó rất là đau, nó cảm thấy hụt hẫng. Vậy thì trong giai đoạn đó nó đang giống như người bị trọng thương vậy đó. Quý vị tưởng tượng mình bị cưa mất một chân, mình bị trọng thương, mình bị tủi thân, mình bị hụt hẫng. Thế bây giờ cái người bên cạnh mình, họ lại không có đồng hành với mình, không thấu hiểu mình, không an ủi mình, không chia sẻ và không xin lỗi mình, vì chính họ là người tạo ra cái chuyện đó. Nhưng mà người ta lại còn gào lên, người ta yêu cầu thế này, yêu cầu thế kia, lâu lâu còn chen vào một câu, mày đừng giống cha mày nghe. Tức là cha đã đi rồi mà cũng không tha luôn. Tức là không cho cha chăm, không cho cha thăm, và lâu lâu còn lôi thằng cha ra xử luôn. Tức là người ta đã đi rồi mà vẫn còn kêu là mày đừng giống cha mày nghe, tao cho mày qua ở với cha mày đó. Ví dụ như vậy. Thì những đứa con nó chia sẻ những cái hoàn cảnh như vậy. Tôi ngồi tôi nghĩ, mình mở trong trường hợp đó chắc mình cũng giống nó lắm á. Mình cũng buồn phiền, mình cũng chán nản. Và mình thấy mình người mẹ của mình cứ gào lên với mình như vậy, hoặc là người cha mình cứ gào lên như vậy, thì mình buồn lắm. Vì vậy nếu mà con chúng ta nó đang trong trạng thái chán, mà quý vị còn dồn ép, quý vị còn la mắng nó, quý vị còn lắm lời với nó, thì xin lỗi, quý vị tưởng tượng xem mình có chịu nổi không mà biểu nó. Đó. Đó. Trường hợp thứ ba, trong cái chữ chán của trường hợp thứ hai của chữ chán, đó là nó đang độ tuổi yêu. Những đứa mà lên cấp 2, cấp 3 thời nay là nó có bạn trai, bạn gái rồi quý vị. Thậm chí có đứa mới mon men lớp 4, lớp 5 là thấy có bạn biết thích bạn gái mới ghê chứ. Bây giờ con trẻ là nó tăng trưởng, nó phát triển nhanh lắm. Bởi vì thực phẩm của chúng ta gọi là ăn thì toàn chất tăng trưởng. Đó. Rồi thì thêm nữa là phim ảnh trên truyền hình cũng toàn là chất tăng trưởng. Mình thấy con gì đâu, nó mới có lớp 5, lớp 6 mà quý vị không dành thời gian để dạy bảo nó. Chỉ cho nó cần coi cái chương trình nào phù hợp. Thấy lớp 5, lớp 6 gì đâu toàn coi phim tình cảm Hàn Quốc, ôm hôn nhau thắm thiết, rồi giận hờn nhau, rồi chán nản, rồi gọi là tiêu cực vân vân. Mà mình tức là đó là những cái chất tăng trưởng. Chứ thời xưa, thời mà cỡ tôi thôi, chứ chắc cỡ có nhiều anh chị đang xem chương trình có thể lớn tuổi hơn tôi, thời xưa mình làm gì có mấy cái chất tăng trưởng đó, mình có đâu mà coi. Còn bây giờ trẻ con nó coi ê chề trên YouTube, nó coi ê chề trên các cái phương tiện Internet, thì dẫn tới là nó tăng trưởng sớm về giới tính, và nó cũng muốn trở thành một anh hùng, có một người bạn gái có gấu. Mới lớp 5, lớp 6, lớp 7 cũng có gấu đàng hoàng ha. Xong rồi nếu mà trong cái bối cảnh mà về về tình cảm như vậy mà nó bị người yêu gọi là chia tay, hoặc là người yêu không yêu nó nữa, không thích nó nữa, không chơi với nó nữa, trời ơi nó chán phải biết. Tôi cũng có một cái thời điểm như vậy trong cuộc đời, không biết Bích Phượng có không. Cho tôi là tôi cũng có một cái thời điểm tôi chán, bởi vì cái người tôi yêu thích
không yêu thích tôi nữa, không làm bạn tôi nữa. Đó, tự nhiên tôi cũng trượt dài một đoạn. À, đó là quý vị phải hình dung ý đó. Đó là một trong những cái lý do làm cho con cái mình nó căng thẳng mà nó dẫn tới nổi loạn đó quý vị. Dạ vâng. Và lúc nãy thầy Nguyễn Phùng Phong đã chia sẻ về những lý do, một trong nhiều lý do thưa quý vị, cực nên nó bực là cái lý do thứ nhất, nó học nhiều, nó làm nhiều, nó quậu. Và lý do thứ hai như thầy Phong chia sẻ vừa rồi, đó chính là trong cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu là lớn và trẻ lớn rất là nhanh, trẻ lớn cả về tinh thần lẫn thể xác, mà trong khi đó là cái tâm lý của trẻ lại chưa vững bằng cái sự phát triển của thể xác, nên có rất nhiều câu chuyện là trẻ nó to vậy đó nhưng mà nó suy nghĩ thì lúc này cũng phải phải nhiều điều lo lắng. Và thậm chí nếu chúng ta không có những cái sự quan tâm nhất định thì có những đứa trẻ là sự phát triển tâm lý lệch lạc cùng với một cái thể chất ngày càng lớn lên. Lúc nãy thầy Phong có đề cập đến cái việc là tăng trưởng, tăng trọng, chất kích thích á. Dạ, có nhiều trong đồ ăn cũng có, và ngay cả trên phim ảnh trong cuộc sống đời thường cũng có. Và ở lứa tuổi này thì chúng ta nhận thấy là trẻ nổi loạn thường rơi vào những đứa trẻ mà bắt đầu vào cái khoảng độ tuổi như là tuổi dậy thì. Ngày xưa thì tuổi dậy thì ở cái khoảng là 13, 14, 15, thậm chí là các anh nam thì đến tận cấp 3 cơ mới dậy thì. Nhưng bây giờ thì xu hướng dậy thì gọi là xuất hiện là dậy thì sớm. Có những đứa trẻ như thầy Phong chia sẻ mới lớp 4, lớp 5 đã dậy thì và đã xuất hiện tình cảm yêu đương rồi. Đây là chúng tôi là dùng từ yêu đương đôi lứa nha quý vị, chứ không phải chỉ đơn thuần là thích thích một ai đó. Và thường cái sự phát triển đó kèm theo đó là sự nổi loạn chống đối. Và chúng ta dễ dàng bắt gặp những câu chuyện đó là ba mẹ mà thấy con mình cái có bạn gái, có bạn trai cái là nhà có chuyện liền. Nhất là khi mà trẻ mới học lớp 4, lớp 5 và thậm chí trẻ mà bắt đầu bước vào cái độ tuổi là cũng dậy thì lên cấp 2 rồi thích thích bạn trai, bạn gái, thì người lớn chúng ta thường có xu hướng là cấm nha, có yêu đương gì hết nghe chưa, yêu đương là học hành sao lãng. Là lúc này bắt đầu có cái xu hướng là giữa cha mẹ con cái chống đối nhau rồi. Dạ, và chắc chắn là cái sự nổi loạn cũng sẽ xảy ra khi xuất hiện ở cái lứa tuổi này. Thầy có thể chia sẻ vậy thì nhiều phụ huynh cũng thắc mắc bây giờ sao trời, chứ con tôi bây giờ nó mới lớp 6, lớp 7, thậm chí mới lớp 4, lớp 5 mà thấy nó thích nhỏ này rồi. Thấy thích cái anh chàng này rồi. Bây giờ không cấm đoán thì không được, bây giờ học hành không lo mà vướng vào con đường yêu đương, giờ sao thầy ơi? Đây là một chủ đề cũng nhiều phụ huynh nhức đầu lắm á quý vị. Tức là họ thấy con của mình nó yêu sớm. Cái chủ đề đó là phụ huynh họ hay hỏi đó là làm gì khi con tôi yêu sớm. Thế thì tôi cũng phải nhắc lại cái ý rất hay của Bích Phượng, đó là do cái nhận thức của đứa trẻ. Nó nghĩ vậy thôi. Ví dụ như nó nói là con yêu cái con bé đó lắm, con yêu cái bạn đó lắm. Mình nghe xong cái mình hoảng hồn liền. Thì thành ra là mình tự diễn tả là yêu là như là kinh khủng lắm ha. Nên chúng ta cũng phải học một cái bộ môn rất là quan trọng trong cuộc sống, đó là bộ môn dịch tiếng người. Không phải dịch tiếng Anh đâu nghe quý vị, không phải, cũng không phải dịch tiếng Hoa đâu, mà dịch tiếng người. Tiếng người nghĩa là nhiều khi á, người ta họ nói vậy nhưng mà bên trong á, cái dữ liệu bên trong của họ là không có giống mình. Người ta nói là yêu ý nó, người ta thấy cái cô bé đó người ta thích, người ta thích làm bạn vân vân, nhưng người ta nói là con yêu con bé đó đó. Xong rồi con yêu con bé đó lắm mẹ, ví dụ vậy. Thì mình nghe mình hoảng hồn, hoặc mình nói là con yêu anh cái con yêu cái bạn lớp trưởng của con lắm mẹ, ví dụ như vậy. Con là người yêu của bạn ấy, ví dụ vậy. Thì tự nhiên mình nghe mình hoảng hồn hoảng vía liền. Thì trong cái trường hợp đó, khi mà mình hoảng như vậy thì bắt đầu có những thái độ cấm đoán, và cấm đoán chính là cách làm cho mọi thứ trở nên không tốt đẹp. Quý vị ha. Vậy thì khi mà chúng ta làm gì trong trường hợp khi nghe con chúng ta nó yêu, nó thích sớm như vậy, thì chúng ta sẽ phải làm một cái động tác, đó là chúng ta đồng hành và chúng ta dạy cho con chúng ta. Khi mà nó nói rằng là nó yêu, nó thích, nói ô điều đó là tuyệt vời đấy. Tức là nếu con là một đứa con trai mà tự nhiên thấy đứa con gái nó thích, điều đó là tuyệt vời. Hoặc nó về nó kể là trong lớp con, con bé nó gửi thư tình cho con, nó tặng quà cho con, ô điều đó là tuyệt vời lắm á. Con là con trai mà có con gái nó thích như vậy là tuyệt vời lắm á, mẹ tự hào về con, ba rất là tự hào về con. Tức là đầu tiên mình phải cho nó hiểu rằng cái chuyện đó rất là bình thường. Và mình nói cho nó biết rằng ồ, nếu các con có thể chơi với nhau, làm bạn với nhau, hiểu nhau, gắn kết với nhau, rồi sau khi các con học xong, hoàn thành các cái nghĩa vụ của người học sinh, rồi chúng ta có bằng cấp, sau rồi chúng ta đi làm, chúng ta ra này, chúng ta có công việc ăn việc làm, sau đó tụi con có thể trở thành một gia đình, thì điều đó là quá tuyệt vời.
À còn nếu trong quá trình mà giả như chúng ta lớn lên, có thể là bạn ấy thích con năm nay nhưng năm sau tự nhiên bạn ấy không thích con nữa, hoặc ngược lại, con có thể năm nay thích bạn ấy mà năm sau tự nhiên không còn thấy thích nữa là cũng bình thường lắm á con. À trong cuộc đời của ba, ba cũng có nhiều người như vậy lắm á. Tức là bà có cái năm đó tự nhiên ba thích cái bạn đó, tự nhiên qua năm sau ba không còn thích làm bạn với cái người bạn đó, cũng rất là bình thường. Khi mình nghe con mình nó nói cái việc nó thích hay là người khác thích nó là mình phải khẳng định với con đó là tốt đẹp và bình thường. À cái điều thứ hai đó là quý vị phải giải thích cho nó hiểu, đó là cái việc mà ai đó mà thích ai đó là chuyện rất bình thường, và nói cho nó biết nếu như mà mình có thể gìn giữ được tình bạn đó tốt đẹp, học hành gọi là giúp nhau học hành, vui vẻ chơi với nhau, tìm hiểu nhau, mà gọi là tới khi lớn lên hoàn thành hết các cái chương trình học tập để có những cái chứng nhận, những cái trình độ bằng cấp, rồi sau đó đi làm ổn định, và sau đó quyết định chọn sống với nhau trong một gia đình giống như ba với mẹ là cực kỳ tốt đẹp. Nhưng nếu như trong cái hành trình đó mà tự nhiên bớt thích rồi sau đó không thích nữa, có thể là do mình không thích nữa hoặc người kia không thích nữa, thì phải nói cho con biết đó là bình thường. Đó tức là mình giải thích cái quy trình cho nó nghe. À trong cái ý số 2 này rất là quan trọng. Tức cái ý số 1 là rất quan trọng ở cái chỗ là chúng ta không cấm đoán, chúng ta đồng thuận, thì lúc đó con nó mới kể tiếp cho ta nghe. Chứ nhiều khi nó đang rất ngây thơ, nó chạy về nó nói mẹ mẹ con có người yêu rồi đó mà. Cái gì? Thì coi như là buổi sau nó không kể nữa, đúng không? Hết chuyện để kể, nó chuyển qua chế độ lén lút và im lặng, đúng không? Rồi bây giờ nếu mà tự nhiên mình phát hiện ra ai đó nó gửi tin nhắn cho con gái mình, nó nói anh yêu em, mới lớp 7 thôi, tự nhiên mình vô tình mình vô mình dọn bàn cho con mình thấy trên màn hình của nó xuất hiện một cái câu message là anh yêu em của một cái thằng bạn trong lớp 7 của nó. Ô, mình tá hỏa liền, mặt mũi mũi tái mét lên, mà mình nghĩ tới chuyện lung tung chuyện trên đời, và cuối cùng là mình khổ, con khổ. À vậy thì khi mà mình nhìn thấy cái thông điệp nó nói anh yêu em thì mình phải hiểu ý tụi nó nói là nó yêu quý, nó thích nhau, vì cái đó là do cái hormone tăng trưởng từ thức ăn và từ tinh thần xem phim ảnh của nó, là nó nói như vậy đó, rất bình thường. Thế thì mình phải công nhận với nó là bình thường. Rồi sau đó đến bước 2, nếu mà mình không công nhận nó bình thường thì nó sẽ dừng không cung cấp thông tin qua những cái buổi trò chuyện với mình nữa, và nó không dám ngồi ở nơi công cộng nữa. Ban đầu tụi nó nói yêu nhau, thích nhau là nó đi uống nước mía, nó uống trà sữa ở những nơi rất là đông người và bình thường. Nhưng mà do mình bóp méo cái chữ yêu đó theo cái kiểu của mình nên dẫn tới mình hoảng hồn và mình cấm nó yêu nhau, cấm nó chơi với nhau, cấm nó gặp nhau. Thì mình cấm ở nơi công cộng thì buộc nó phải lén lút thôi. Anh chị để ý coi cái gì mà cấm là người ta càng tò mò. Và thế là nơi công cộng thì không được công nhận, phải nó phải tìm một cái nơi gọi là không, mọi người ít nhìn thấy, nhà nghỉ, khách sạn, những cái nơi tối tăm, quán cà phê đèn mờ vân vân. Và thế là con của mình tiêu tùng từ đó. Mình chính là người đã đẩy con của mình vào cái con đường đó đó, nhưng mà mình lại không, đến khi nó ra kết quả thì mình lại không nhận trách nhiệm, hoặc là chính mình không nhận ra để mà nhận trách nhiệm. Vì vậy tôi nói lại là bước 1 là chúng ta phải công nhận đó là cái hình thái, đó là một hình thái bình thường về tâm sinh lý, vui về điều đó vì con mình bình thường về tâm sinh lý. Rồi sau đó bước 2 là hướng dẫn cho nó biết rằng là nên tìm hiểu chơi với nhau, làm bạn với nhau, và giải thích cho nó biết cái quy trình có khả năng đi một mạch tới hoàn thành luôn mục tiêu ở với nhau như một gia đình tốt. Còn giả như có sự thay đổi thì phải giải thích cho nó đó là bình thường. Và thứ ba nữa đó là mình phải, nếu mà mình thấy con mình ở độ tuổi lớn rồi, ví dụ như cấp 3 rồi, con gái của mình nó có dậy thì, nó có kinh nguyệt hàng tháng rồi, thì chúng ta biết là khi một người con gái mà có cái kinh nguyệt thì có nghĩa là có thể làm mẹ, tức là có thể dính bầu đó. À vậy thì nếu chúng ta, con chúng ta mà ở tới cái độ tuổi đó rồi thì coi như chúng ta phải cần phải có những cái lý giải cho con hiểu để con bảo vệ chính mình. Tức là mình phải học có những cái cuốn sách rất là hay, ví dụ như là dạy con gái tuổi dậy thì, dạy con trai tuổi dậy thì nếu mình có con trai thì mình mua con trai, mình có con gái mình mua con gái, mà tuyệt vời nhất là mình mua luôn cả hai con, bởi vì con nhà người ta thì cũng như con mình thôi. Ví dụ mình có con trai mà nó không biết, nó gây ra tai họa cho con gái nhà người ta mang bầu lúc lớp 10 thì mình cũng vui vẻ gì đâu ha, mình cũng đâu có hạnh phúc gì đâu. Vì vậy tốt nhất là mình biết luôn cả con trai, mình biết luôn cả con gái để mình chỉ cho tụi nó. Nhưng mà phải làm sao để cho các con nó đến nhà nó chơi nó sẽ bình thường, và mình chỉ cho nó cái cách để mà trưởng thành cùng với nhau, và nói cho nó biết, dự báo cho nó biết là nếu có sự trục trặc
hay là thay đổi thì chuyện cũng rất bình thường, cuộc sống vốn là như vậy, Bích Phượng ha. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi. Có lẽ là nhiều phụ huynh cũng hết sức lo lắng nếu mà thấy con mình có tình trạng đó là anh yêu em yêu anh như câu chuyện mà thầy Phong vừa chia sẻ. Quý thính giả thân mến, quý vị đang nghe Dạy Con Hiện Tại trên làn sóng FM 99.9 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, và số điện thoại của chương trình đó là 028 3822 1188. Thưa quý vị, và chương trình phát sóng hàng tuần thứ năm thưa quý vị, lúc 9 giờ 5 phút đến 10 giờ 5 phút trên làn sóng quen thuộc FM 99.9 để chúng ta nghe được chương trình và xem được những hình ảnh mà thầy Phong đã chia sẻ. Và thưa thầy Phong, thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang có những câu hỏi đến từ các khán giả trong suốt thời gian vừa qua, và những món quà như chúng tôi cũng đã chia sẻ trong chương trình đó là chúng tôi sẽ dành những món quà dành cho những khán giả nào like, share trang Facebook Nguyễn Phùng Phong. Và câu hỏi ngày hôm nay chúng tôi cũng xin được đặt ra cho quý khán giả, cũng là lời chia sẻ vừa rồi thầy Phong cũng vừa nhắc nhở quý phụ huynh, đó là khi chúng ta nhận thấy con em mình có biểu hiện đó là thích một ai đó, yêu một ai đó, thì việc đầu tiên mà ba mẹ nên làm là gì? A. Cấm đoán ngay. B. Phải tỏ thái độ đồng thuận, sau đó mới giải quyết tiếp. Dạ, chúng tôi xin được đặt ra câu hỏi để quý khán giả tham gia chia sẻ, trả lời, like và chia sẻ trang Facebook của thầy Nguyễn Phùng Phong. Đó là nếu chúng ta phát hiện con cái của chúng ta thích một ai đó, yêu một ai đó sớm so với lứa tuổi của trẻ, thì quý phụ huynh giải quyết thế nào? A. Cấm đoán ngay. B. Tỏ ra, chúng ta tỏ ra đồng thuận và sau đó tìm cách giải quyết. Quý vị hãy trả lời A hoặc là B và sau đó like, share trang Facebook Nguyễn Phùng Phong. Và chúng tôi cũng sẽ căn cứ vào những thính giả nào có câu trả lời đúng nhất, những chia sẻ, những like, những chia sẻ về trang Facebook Nguyễn Phùng Phong. Và bên cạnh đó có những chia sẻ về chính cảm nhận của quý vị. Chúng tôi đang nói về chủ đề đó là những đứa con nổi loạn. Và một trong những nguyên nhân đó là khi trẻ đến một giai đoạn nhất định, có những cái tình cảm đối với người khác giới. Nếu mà người lớn không có sự chia sẻ, không có sự đồng thuận và giải thích ngay từ đầu, thì ngay lập tức sẽ nhận được đó là thái độ chống đối, và cái gắt hơn đó là nổi loạn, thậm chí bỏ nhà ra đi để đi tìm tình yêu đích thực. Dạ, vừa lúc nãy thầy Phong cũng đã chia sẻ về câu chuyện này rồi, và riêng Bích Phượng thì Bích Phượng và nhiều quý khán giả bắt đầu cũng hoang mang. Vậy thì đối với những người con đến một giai đoạn thì trẻ nổi loạn, nhưng có những trường hợp mà phụ huynh hết sức ngạc nhiên là không hiểu tại vì sao, đó là khi ở nhà là một đứa trẻ rất ngoan. Ở trước mặt ba mẹ thì ngoan lắm, hoặc thậm chí trước mặt thầy cô thì ngoan lắm, nhưng sau lưng đó lại là một đứa trẻ cực kỳ nổi loạn. Trẻ có thể là chơi với những bạn bè xấu này, nói cực chửi thề này, trẻ hút thuốc này, trẻ có một nhóm bạn là chơi game, game mà theo kiểu là tốn tiền, tốn số tiền rất là lớn, và thậm chí đó là những đứa trẻ đánh nhau, có những biểu hiện cực kỳ nổi loạn khi không có ba mẹ hoặc là người lớn trong nhà hoặc là thầy cô, người ta gọi là những đứa trẻ hai mặt. Thầy Phong nhìn nhận như thế nào về những đứa trẻ này, và đối với những đứa trẻ này thì chúng ta phải có cách ứng xử như thế nào ạ? Đối với những đứa trẻ mà hai mặt này ấy, thì là tức là chúng ta thấy ở nhà nó một đứa trẻ khác và ra đường nó một đứa trẻ khác, là những đứa trẻ nó không được công nhận khi ở nhà, nó không được công nhận khi ở trước mặt thầy cô. Tôi nói là với quý vị là nếu mà mình sống mà ở đây mình sống khác mà ra kia mình sống khác á, là một cái trạng thái sống mệt mỏi lắm. Tại vì á là nó không có còn đồng nhất nữa. Nhưng mà tại sao lại có một nhóm người, không phải là trẻ đâu, mà ngay cả những người lớn, lớn tuổi đó, người trưởng thành đó, cũng có những người họ sống như vậy. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ không được công nhận. Vậy có rất là nhiều gia đình đó, họ không có công nhận cái gọi là cái phản ứng của con. Ví dụ như là tôi nói với trẻ bây giờ, rất là nhiều trẻ nó thích nói tục chửi thề. Và khi mà nó nghe nó nói một những cái từ như vậy, phụ huynh, có nhiều phụ huynh nói với tôi: "Thầy biết không, tôi đọc mà tôi run luôn đó thầy." Tôi đọc á, tức là có nhiều người là muốn hiểu về con mình nhưng mà lại không dành thời gian đồng hành với con, mà chuyên gia đi xem lén tin nhắn.
Đó là cá nhân mình có thói quen là chuyên đi xem lén tin nhắn tụi nó chat với nhau để hiểu tụi nó nói cái gì. Và có những người điên đến mức mà run tay. Thậm chí có cái chị kia vui lắm, chị điên chị chịu không nổi, chị đập nát cái điện thoại luôn. Nhưng mà chị không hiểu rằng là làm như vậy là phá hủy tài sản gia đình. Trong khi cái tin nhắn nếu mà nó không nằm trên điện thoại thì nó log in vô máy tính, thì không lẽ đập cái máy tính hả trời. À, thì thành ra là chị run đến mức mà chị không kiểm soát nổi, chị đập nát cái điện thoại. Vì chị không có chấp nhận đứa con chị là cái đứa như vậy. À, tức là nó nói những cái ngôn từ mà tục tiểu mà theo chị là kinh khủng. Thế thì trong cộng đồng tôi cũng vậy, có những cái đứa trẻ nó đến, nó nói chuyện với, nó nói những cái từ mà quý vị nghe là quý vị hết hồn liền. Và trong cái trường hợp đó thì chúng ta lại phải quay về với cái cách xử lý, đó là đầu tiên chúng ta phải đón nhận nó một cách nhẹ nhàng cái đã. Chứ nếu mà chúng ta vừa nghe nó trái ngược với những gì chúng ta, thói quen của chúng ta, thì chúng ta ví dụ có những gia đình đó, là chúng ta không có quen chửi tục, nhưng mà khi chúng ta thấy con chúng ta nó chửi tục những cái từ rất là tục tiểu thì chúng ta cho rằng đó là ồ cái đó là xấu dữ lắm, và thành ra chúng ta nổi điên lên, chúng ta giận run lên, chúng ta không chấp nhận nó, chúng ta quát mắng, chúng ta la mắng, chúng ta làm đủ mọi hình thức với con mình, lần sau nó sợ quá thì nó đâu có dám nói như vậy nữa, thì trước mặt của mình nó sẽ nói rất là lịch sự, nhưng sau lưng mình thì nó phải nói như vậy nó mới chơi được với cái đám bạn kia. Tôi có một cô bé kia là con của hai vợ chồng bác sĩ, cha bác sĩ mẹ bác sĩ, đem con tới cộng đồng tôi học. Một ngày đẹp trời, tự nhiên hai thầy trò tôi đang ngồi ở ngay cái tầng cà phê của trung tâm, nó đang ngồi thư giãn, tôi cũng đang ngồi chơi đọc sách bình thường chơi, cái tôi quay qua tôi hỏi thăm nó về gia đình, hỏi thăm nó về việc học vân vân. Thế thì tự nhiên tôi quay qua tôi nhìn cái mặt nó rầu 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 rầu, cái tôi hỏi là chuyện gì đang xảy ra với con hả, cần thầy hỗ trợ gì không? Cái nói dạ. Cái tôi nó cứ ngồi nó xa đầu xa tay, nó ngồi nó không nói. Cái mình nói thầy nghe, có chuyện gì thầy hỗ trợ cho, mọi chuyện đều tốt đẹp mà, không có gì gọi là khó khăn hay là cái gì mà căng thẳng đâu con. Nó nói con nói cái này thầy đừng buồn nha, con có một ước muốn là con chưa từng đến lớp học hiện tại. Tự nhiên tôi nghe mình giật mình chứ, ui tôi tự nhiên cô học trò của mình nó nói là nó ước nó chưa từng đến lớp hiện tại. Em mình hỏi chuyện gì đã xảy ra với con, sao con lại suy nghĩ như vậy? Nó nói tại vì á, ở trong lớp hiện tại thầy dạy tụi con là phải ăn nói tử tế, nhưng mà bây giờ là bạn của con đó, con lên trường con nói như vậy thì tụi nó không chơi với con nữa. Tức là tụi nó thấy cái đứa học trò của mình á, thấy cái cô bé này á, là trở thành một cái người giống người ngoài hành tinh vậy đó. Tức là nguyên một đám bạn chơi với nhau và đứa nào cũng phải nói tục thì nó mới chơi. Nhưng mà đứa học trò bởi vì mình nó đã được huấn luyện đến một cái mức nó biết là nói như vậy thì như thế nào, thì hậu quả là như thế nào. Tôi cũng chia sẻ với quý vị là trong lớp hiện tại, tôi đang dạy như vậy mà tôi phát hiện ra tụi nhỏ nó nói tục với nhau, nó chửi thề với nhau. Tức là cái lúc mà mình cho nghỉ giải lao đó, trong lớp mà ngồi học với mình nó ngoan lắm, nó nói chuyện rất là lịch sự, nó phát biểu cũng rất là dễ thương. Nhưng mà ra khỏi buổi học thì vào cái giờ giải lao tụi nó nói chuyện với nhau thì nó xuất hiện những ngôn từ tục tiểu và tôi nghe được là tôi biết đứa nào nói cái đó rồi. Tôi nhìn cái nghe thấy được đối tượng rồi. Thế thì vào cái giờ giải lao xong, vào lại giờ học chính thức, tôi lại lên lớp. Và sau đó là tôi nói bây giờ thì thầy trò mình sẽ đến với một cái chủ đề rất là thú vị, đó là nói tục chửi thề. Ba người thấy rằng nói tục chửi thề là tốt, đưa tay lên. Cái xong rồi cái nó ngồi im, nó cười cười, không đứa nào dám đưa tay ha. Cái tôi hỏi lại lần nữa, thế thì thầy hỏi lại một lần nữa ha, tức là có những bạn đang bây giờ thầy hỏi là phải có hai trạng thái, một là trạng thái nghĩ tốt thì đưa tay, rồi lần hai thầy hỏi nếu mà nghĩ rằng nó không tốt thì đưa tay, đưa tay lên. Và thầy nói cho các bạn biết rất là nhiều người họ nghĩ rằng á là nói tục chửi thề là tốt, mà cũng có nhiều người họ nghĩ rằng xấu, còn có người họ thấy bình thường, được không? Thế thì thầy cho các hỏi các bạn là nếu các bạn sau này mà muốn có cuộc sống tốt đẹp thì bạn phải có cái suy nghĩ riêng của mình. Chứ bây giờ người ta nói tốt bạn cũng thấy đúng, nói xấu bạn cũng thấy đúng, mà nói bình thường bạn cũng thấy đúng, thì cuối cùng là sau này không thể nó thành hiện tại được. Thế cho thầy hỏi là theo các bạn, đó là nói tục chửi thề tốt hay xấu? Cái là nó nghe mình mở cờ cho nó rồi, cái một đám đưa tay nhau nhau, tốt tốt tốt, bình thường bình thường, nói như vậy. Thì sau đó thì còn một đám vẫn không dám đưa tay, ngồi im thin thít, cười cười, không dám đưa tay. Thế mình tôi mới nói với tụi nhỏ rằng là đối với thầy thì
thầy muốn mời một bạn nào đó, thầy mời em, tôi chỉ cái đứa mà hồi nãy tôi nghe nó tục chửi thầy liên thanh đó. Trong cái lúc nghỉ giải lao nó nói với bạn nó nói liên thanh đó, tôi chỉ vào người đó, tôi chỉ vào cái bạn đó, tôi nói là nào thầy mời em, thầy đứng dậy. Cái tự nhiên nó biết là hồi nãy nó có chửi thề mà giờ thầy mời nó đứng dậy, cái mặt nó cũng có vẻ là hơi lo lắng. Cái tôi nói nào hồi nãy thầy thấy em chửi thề, nói là chửi thề nói tục là tốt là bình thường, nào bây giờ chửi thề cho thầy nghe. Nó không dám, nó cười, nó gãi 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 đầu, nó đâu có dám, tại trước mặt thầy và trước mặt các bạn là thông thường nó đâu có dám. Thế tôi nói lại lần nữa, nào bởi vì hồi nãy thầy thấy em giơ tay em nói là tốt bình thường mà, thế thì bây giờ em nói cho thầy nghe, em chửi tục nói thề cho bình thường, em nói với bạn bè những cái câu chửi thề như thế nào em nói đi. Cái nó đứng nó gãi đầu nó im lặng. Cái tôi bắt đầu tôi dùng những cái ngôn từ rất là chờ búa ha, tôi là người sẽ chửi thề với nó, tôi chửi những cái ngôn từ rất là nặng nề và tôi liên tục nói những cái câu rất là thô thô. Và tôi nói câu thứ nhất cái tự nhiên nó giật mình, nó thấy trời, thầy của mình bao nhiêu người được bao nhiêu người yêu thương kính trọng vậy tại sao ông lại chửi thề. Tâm lý lúc đó nó bắt đầu diễn biến như vậy. Tôi nói thêm cái câu nặng hơn, nói thêm câu nặng hơn nữa, nói những cái ngôn từ mà mình nghe nó nói hồi nãy đó. Và thế là nó tự nhiên cái mặt của nó ban đầu nó hơi 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 bất ngờ, sau đó nó sụ xuống gối gập mặt xuống. Sau đó tôi hỏi nó, này nói cho thầy nghe, lần đầu nghe thầy chửi thề con thấy thế nào? Nó nói dạ con hơi bất ngờ. Bất ngờ chứ quý vị, bình thường mình nói chuyện lịch sự sau hôm đó mình lại chửi nó, chửi rất là nặng. Thế thầy con nghe thầy nói thêm lần thứ hai một cách gọi là những cái câu như vậy thì con thấy thế nào? Con thấy hơi khó chịu. Thế thầy nói thêm nhiều câu nữa thì con thấy thế nào? Con nói không còn tôn trọng và yêu thương thầy nữa. Đúng rồi đó con, khi con nói tục chửi thề thì thầy không có nói là nó xấu hay nó tốt gì hết trơn á, mà thầy nói cho con biết là người nghe họ đang có phản ứng đó đó. Tại vì rõ ràng chính thầy là người vừa mới nhập cái vai là một người chửi thục tục, nói tục chửi thề một cách rất là gay gắt và mang cái tính chất rất là gọi là giống như cách con hay nói. Thì con thấy rằng ban đầu con hơi bất ngờ bởi vì con nhìn thầy lịch sự đàng hoàng sao lại nói như vậy. Rồi thầy nói thêm nữa thì con thấy nó hơi kỳ cục, hơi khó chịu. Và thầy nói tiếp nữa thì con cảm thấy không còn yêu thương thầy nữa, không còn kính trọng thầy nữa, không còn quý trọng thầy nữa. Vậy thì con cũng vậy, khi mà con chửi tục nói thề thì những người xung quanh con, rất là nhiều người họ cảm thấy ban đầu họ hơi bất ngờ, sao cái đứa trẻ này đẹp trai xinh gái thế kia mà lại nói như vậy. Tiếp con nói tiếp nữa thì họ lại cảm thấy là kỳ cục quá, khó chịu quá. Mà con tiếp tục nói nữa, họ tiếp tục nghe lần 3, lần 4 nữa thì họ thấy không còn yêu thương con nữa, họ không còn muốn giúp đỡ con nữa, họ không còn muốn chơi với con nữa, họ không còn muốn dạy bảo con nữa. Thế thì con có muốn những người xung quanh đối xử với con như vậy không? Cả lớp nó im lặng. Từ đó về sau nó hiểu được cái giá trị là ăn nói tử tế lịch sự là như thế nào. Tức là tôi nói lại là mình không có kết tội tụi nó là sai hay là xấu, tại vì không ai thích người khác kết tội mình hết quý vị ha. Mình không có kết tội tụi nhỏ, mà mình chỉ nhập một cái vai ngay tại thời điểm đó để cho nó thấy rằng nếu nó là người đó thì nó sẽ có cái hậu quả là gì. Thì chính tụi nó là người sẽ đưa ra những cái câu nói như vậy. Khi tôi nói xong có nhiều phụ huynh nghe hiểu liền về áp dụng ngay. Phụ huynh phát hiện ra là con của mình nó chửi tục nói thề, chửi thề nói tục ở trên máy tính, trên điện thoại. Hôm sau phụ huynh đi về nhà thấy con chưa cắm cơm, trời ơi, phụ huynh tuôn ra mấy câu chửi tục liền. Đứa nhỏ nó hết hồn. Nó nói trời ơi, hồi nào giờ nó thấy mẹ của mình rất là lịch sự, ba của mình rất lịch sự, tự nhiên hôm nay chuyển qua trạng thái nói như dân hồ vậy đó, nói như dân gọi là anh chị, gọi là ý như là gọi là cái cách mà tụi nó thường nói với nhau mỗi ngày vậy đó, chửi những cái câu rất là tục tiểu và nó cảm thấy giật mình. Sau đó mẹ nó nói ăn cơm rồi xong để cho nó trải nghiệm cái cảm giác đó. Nguyên ngày hôm đó nó ăn cơm mà mệt lấm la lấm lét, nó không biết mẹ có uống trúng thuốc gì không, tại sao hôm nay mẹ lại ngộ như vậy. Nhưng mà sau đó thì quý vị biết không, mình dạy được đứa nhỏ của mình. Đó là một cái phương pháp dạy học người ta gọi là nhập vai. Nên quý vị biết là để mà cho người ta hiểu được cái hậu quả của một cái việc gì đó thì có một cái phương pháp đào tạo rất quan trọng trong đào tạo, đó là nhập vai. Phải để cho đứa trẻ nó được rơi vào đúng cái hoàn cảnh đó,
để nó hiểu được cái hậu quả của cái việc đó là như thế nào, thì tự nhiên nó sẽ điều chỉnh. Anh chị hình dung không ạ? Đó, vậy thì khi mà đứa học trò của tôi nó nói rằng là con ước gì con chưa từng được, chưa từng học hiền tài. Thế thì tôi hỏi ra tôi mới biết là nó nói là bởi vì nó đã biết được rằng cái việc mà chửi thề, nói tục, nó làm cho mọi người xung quanh khó chịu, không còn yêu thích mình. Nên là nó quyết định là không làm như vậy nữa. Nhưng mà khi nó vào trường thì đám bạn của nó cảm thấy nó là người không còn phù hợp với nhóm, nên tẩy chay không chơi với nó và nó bị buồn. Thế thì tôi nói với nó, thầy hiểu được cái cảm xúc của con. Và con nghĩ xem, nếu giả như mà con phải được chơi với một nhóm bạn mà sau này cuộc sống của con khó khăn, những người thầy, những người lớn, những người gọi là xung quanh con, họ không có giúp đỡ con nữa, họ không có dạy bảo con nữa, tương lai của con không tốt đẹp nữa, thì có nên không? Trong lớp con có ai đó mà vẫn ăn nói lịch sự không? Nó nói có chứ thầy, nhưng mấy đứa không phải, mấy đứa đó không phải bạn của con, không bằng chơi thân với con bằng mấy đứa này. Vậy thì nếu như giả như con nghĩ rằng những người con đang chơi thân mà họ cũng không hiểu được là cái việc chửi thề nói tục nó nguy hiểm như thế nào, thì con nghĩ xem là con có nên, thứ nhất là cho họ thời gian để họ hiểu không, thứ hai nữa con có nên kết thân với những người bạn mà vẫn đang ăn nói rất là tử tế kia không? Nó nói dạ. Nó dạ xong nó im lặng. Như vậy thì nó, mình thêm một lần nữa mình gieo vào tâm thức của đứa học trò của mình về cái việc đó là khi mình làm một cái gì đúng mà có nhiều người xung quanh họ đang không ủng hộ cái việc đó, không ủng hộ cái việc đúng đắn đó, bởi vì họ đã được học hiền tài đâu, họ đâu đã được rơi vào trong cái bối cảnh mà thầy tạo ra một bối cảnh để dạy họ đâu, nên dẫn tới họ vẫn tiếp tục chửi thề nói tục mà họ cho là điều đó là rất là vui và thú vị, gọi là mang tính hiện đại. Thì mình có nên chăng, mình biết rằng cái việc đó nó có những cái hậu quả không tốt, thì nên chăng mình phải kiên định để mình làm cho bạn mình có cơ hội để cho bạn ấy làm đúng đắn hơn, tốt đẹp hơn không? Hay là mình có nên tìm những người bạn giống giống mình để cùng chơi với nhau không? Đấy, thì mình đặt cho con mình những cái câu hỏi như vậy. Nếu trong trường hợp mà phụ huynh về nhà mà ứng dụng, mà mình cũng chửi thề với con cho nó hoảng hồn chơi, rồi sau đó ăn cơm xong, mọi thứ ổn định tốt đẹp rồi, mình gọi nó ra và mình hỏi nó xem, hồi nãy ba hoặc mẹ chửi thề con, la con một cách gọi là mang cái tính chất là nói tục như vậy, thì con cảm thấy thế nào? Thì tự nhiên nó nói cho quý vị nghe. Quý vị chửi khoảng 3 đến 4 lần thôi là quý vị biết cảm giác của nó ngay. Thì mình cũng nói cho con biết rằng, mẹ biết, ba biết là khi con chửi thề nói tục như vậy, nó có thể là phù hợp với nhóm bạn của con. Vì nhóm bạn của con cho rằng như vậy là hiện đại, như vậy là hợp thời. Nhưng mà con biết không, rất là nhiều người thầy cô, những người lớn, những người rất là yêu thương con, muốn giúp đỡ con, nhưng mà khi nhìn thấy con ở trạng thái đó, họ không còn yêu quý con nữa, họ không còn muốn giúp đỡ dạy bảo con nữa, như vậy thì cuộc đời của con sẽ rất là khó khăn. Mình cứ từng bước mình giải thích cho con mình hiểu như vậy, thì tự nhiên con mình nó sẽ dần dần, nó sẽ điều chỉnh được điều đó, quý vị ha. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ từ thầy Nguyễn Phùng Phong, người sáng lập Siêu Trí Nhớ Học Đường. Và chúng ta đang đến với một phương pháp đó là nhập vai. Con làm sao mình làm y chang, nó hoảng hồn chơi vậy đó. Dạ, nói là chơi nhưng thực ra là thật đó quý vị ơi. Và chúng ta đang đến với chủ đề đó là làm thế nào khi mà con nổi loạn, chống đối. Và chúng tôi cũng đã đặt ra câu hỏi cho quý thính giả đang là nghe và xem những thông tin được live stream trên trang Facebook Nguyễn Phùng Phong, cũng như trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào thứ Năm hàng tuần lúc 9:05. Đó chính là nếu ba mẹ phát hiện ra con cái của chúng ta yêu sớm so với lứa tuổi thì ba mẹ phải phản ứng như thế nào? A, đó là cấm đoán ngay. B, đó là chúng ta đồng thuận, trước hết đồng thuận với con, sau đó tìm cách giải thích sau. Đây là những chia sẻ mà chúng tôi đúc kết được từ thầy Nguyễn Phùng Phong. Và đến thời điểm này thì chương trình cũng sẽ kết nối máy với những khách mời đến từ Dạy Con Hiền Tài. Xin mời kỹ thuật kết nối với chúng tôi ạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm quen với đây là những khách mời đến từ Gia Lai. Dạ, xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối máy ạ. Cô Bích Phượng và thầy Nguyễn Phùng Phong xin được chào mẹ của bé phải không ạ? Dạ, xin được chào chị và xin được chào con. Con giới thiệu cho quý thính giả đi nào. Chào tất cả mọi người, con tên là Bích Tài. Năm nay con lên lớp 8, con đến từ Gia Lai.
ta định để nói về con là trung thực, hiếu thảo, tự tin. Xin mọi người gọi cho con. Trung thực, hiếu thảo, tự tin, phải không ạ? Dạ thưa quý vị, chúng ta đang kết nối với một khách mời nhí, và bên cạnh cũng là mẹ của bé. Ngay bây giờ thì chương trình cũng xin được chào chị Phạm Thị Thảo. Dạ, chị Phạm Thị Thảo và bé Tài, Bùi Đức Tài. Con sinh năm 2008 không Tài ơi? Dạ. Vậy năm nay con đang học lớp mấy? Dạ, năm nay con lên lớp 8. Năm nay lên lớp 8 rồi. Dạ, đây là một bé đến từ làng Hăng Rinh, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Dạ, rất xa luôn. Không biết là sao chị Thảo lại biết được chương trình dạy con hiện tại về các khóa học của thầy Nguyễn Phùng Phong mà bé tham gia. Dạ, trước tiên em xin chào cô MC Bích Phượng, em chào thầy Nguyễn Phùng Phong và chào quý thính giả đang nghe chương trình VOH. Em xin trả lời câu hỏi của cô Phượng là do trước đây là từ trước đây thực ra là em khi em học phổ thông em học rất là dốt, cho nên khi mà em có con rồi á là em cảm thấy là không lẽ mình dốt rồi con mình cũng dốt luôn nè, nên là em cũng rất là đồng hành cùng với con ngay từ khi con bắt đầu chập chững vô mẫu giáo lớp 1 cho đến khi con học lớp 5. Thực ra là ban ngày đi làm nhưng tối về là em dành hết thời gian em cùng học với con. Sau khi con lên lớp 6 rồi á, trời ơi một đống bài vở, em cùng học với con rồi nhưng em cảm thấy không thể nào mà học sẽ được. Trong cái suy nghĩ của em là em sẽ trời ơi, phải có cái phương pháp gì đó cho con mình học nó gọi là thuộc bài một cách nhanh hơn, hoặc là giải quyết một đống bài vở, vì lên cấp 2 á, nó không giống như cấp 1, lên cấp 2 bài vở nó rất là nhiều. Học quá chừng học luôn mà không có hết. Em nói nếu mà em ở nhà em học chắc em học cũng không hết nổi. Làm sao để mà cho con nó học được. Cho nên là với cái suy nghĩ là mình phải tìm phương pháp cho con. Trước đây khi mà chưa tiếp xúc với thầy Nguyễn Phùng Phong, em sử dụng cái điện thoại của em là chỉ có nghe và gọi Messenger với người thân thôi. Chấm hết, không có làm gì hết. Nhưng mà cũng cái suy nghĩ là tìm phương pháp cho con, nên là cũng lướt Facebook và tự nhiên thấy khóa học của thầy và đăng ký học, và từ đó trở đi là em được tiếp xúc với thầy Nguyễn Phùng Phong và cũng đã tiếp xúc được với cái chương trình siêu tiên lớp học đường cho hai đứa con của em, và bản thân em cũng học luôn, nên là em cảm thấy rất là thú vị. Dễ thương quá chị Thảo. Vậy là đến thời điểm này đó Đức Tài ơi, là con đã theo chương trình được mấy năm rồi, hoặc là khoảng từ năm lớp 6 luôn không chị? Dạ đúng rồi ạ. Vậy là trước đó con cảm nhận khi mình học thì như thế nào, khó không? Trước khi mình đến với những cái thủ thuật, những cái cách học mà thầy Phong giới thiệu. Dạ, trước đây thì con học thì con cảm thấy là con học rất là lâu và rất là khó thuộc bài. Còn làm rất là nhiều bài tập, có nhiều bài khó con cũng không thể làm được. Nhưng mà sau khi học chương trình học của thầy Phong thì nó giúp con học nhanh hơn, có nhiều thời gian vui chơi, giải trí và có thể thích hợp bán cầu não để có thể làm những bài tập khó hơn. Rất là hay luôn ha. Có những thuật ngữ có lẽ là đến lớp 7, lớp 8 nhiều bạn cũng chưa biết được đâu. Vậy con có thể giới thiệu cho nhiều bạn đang nghe chương trình Dạy Con Hiện Tại ngày hôm nay thì con có những cái thủ thuật hay là có những cách thức nào để mình ghi nhớ tốt hơn? Thưa cô, là mỗi lần học thì con sẽ mã hóa ra để kể câu chuyện để cho dễ nhớ, hoặc là mình sẽ đọc to giúp não sẽ nhớ được những từ đó lâu hơn và chính xác hơn. Con có thể cho cô một ví dụ được không? Chẳng hạn như là những cái công thức toán hay là công thức hóa mà con đã mã hóa lại và sau đó con học nó nhớ nhanh hơn. Có chia sẻ dùng chương trình à? Như ví dụ như là diện tích hình bình hành thì con sẽ liên tưởng đến củ hành. Diện tích hình bình hành là a nhân h, a thì con sẽ a h là con sẽ mã hóa thành anh hùng. Con sẽ có câu chuyện là những củ hành tây mà cay á là chỉ những anh hùng thì mới có dám ăn, còn những người bình thường thì không dám ăn vì nó quá cay. Và con thấy là khi mình học như vậy nhớ nhanh hơn không? Dạ có. Bình thường nếu mà con ví dụ như một cái thường thì lên chương trình cấp 2 như mẹ Thảo có chia sẻ là nó nhiều quá chịu không nổi, và trong đó thì cô Bích Phượng nhớ là thường có không chỉ là công thức toán hóa lý đâu mà ngay cả những cái số liệu về lịch sử nữa cũng khó nữa, hoặc là cái năm
Đó thì mình cũng mã hóa luôn hay sao Tài ha? Dạ, mình sẽ mã hóa ra các năm lịch sử, xong rồi mình sẽ kể để gắn kết với các dữ kiện đó để mình dễ nhớ và nhớ lâu hơn. Ví dụ cho cô một ví dụ giống như vừa nãy không? Tự nói ví dụ ra cái cô hình dung ra được liền à. Mình cũng có thể ví dụ nhớ số điện thoại hoặc là ngày tháng năm sinh, như là ngày tháng năm sinh của mẹ là 22 tháng 11 năm 1984, thì 22 mình sẽ mã hóa thành thành con thiên nga, 11 là cái thang, 19 là con chó, 84 là cái kéo, thì mình sẽ mã hóa là con thiên nga nó đang leo lên cái thang thì bị con chó nó lấy cái kéo nó cắt cái lông đi. Dễ thương quá ha. Vậy là rõ ràng là nhờ mẹ cũng đã có tìm được những cái phương pháp và kết nối cho Tài. Và lúc nãy thì nghe chị Thảo nói là không chỉ Đức Tài đâu mà hình như mình có một bé nhỏ nữa là mình cũng bắt đầu là làm quen với cái cách học này rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi, nhà em có cả bạn Đức Tài là năm nay lên lớp 8 và có một em là Thanh Tâm năm nay lên lớp 3. À, khi mà em tiếp xúc với thầy là vào khoảng giữa kỳ 2, gần gần giữa kỳ 2 của năm lớp 6. Có nghĩa là lúc đó bé Tâm thì khoảng đầu bắt đầu vô lớp 1 cũng được nửa học kỳ. À, khi mà em trước đây nói thật chia sẻ với cô Bích Phượng với lại thầy Phong với quý khán giả là trước đây em đường cái là em giống như kiểu là gia trưởng á, có nghĩa là em bắt con em học á, có nghĩa là không được 10 điểm là mày chết với tao. Nhưng mà khi nói thật là khi mà tham gia lớp với thầy Phong á, thầy Phong được nghe thầy Phong chia sẻ thấy rất là hay, nhưng mà để mà không áp được không áp lực với con cái chuyện điểm số là cũng phải là tự mình tranh đấu một thời gian rất là dài, chứ không phải là nói cái làm được ngay đâu. Áp lực là trời ơi, xưa nay con mình lúc nào cũng tốt tốt tốt, mà bây giờ nếu mà mình nghe theo lời thầy Phong mà mình không cho con kệ con muốn học sao học hả, trời ơi, cũng sốt ruột lắm, không phải là chuyện đơn giản để mà một một ngày ngày một ngày hai để mà mình có thể là ôi con học sao con vui là được, nhưng mà ơi học đi con, điểm 10. Mà cũng mất một thời gian khoảng hơn một năm là cũng cũng áp lực chuyện điểm số, tại vì từ con học từ lớp 1 đến lớp 5 là con luôn giành tốt rất là đỉnh. Nhưng mà bây giờ lên lớp 6 mà tự nhiên vô học với thầy Phong mà tự nhiên con mình rớt cái đợt cái trời ơi, không giống ai hết. Là lo lắng lúc đầu. Dạ nói chung là cũng bị stress lắm đó, cô Bích Phượng, nhưng mà rõ ràng là thầy Phong nói mà bây giờ mình đã theo thầy rồi mà không nghe đâu theo thầy không được. Nhưng mà em đường cái là em rất là tin thầy, từ cái lúc mà thầy Phong đến với thầy Phong xong thầy Phong nói là cái quyển sách mà kích hoạt thiên tài sáng thắng sáng tạo đó, thầy nói là những bài tập rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả thì thần kỳ, nghe thì có vẻ rất là vô lý ha, nhưng mà em tin bản thân em là khi mà mới tiếp xúc á, là em là người xung phong đầu tiên, em vẽ hai tay viết hai tay. Con của em nói thật là bạn Đức Tài với bạn Thanh Tâm, là bạn Thanh Tâm thì mới lên lớp 1 thì bạn ấy là thuộc dạng là mẹ nói là bạn ấy phải nghe, nhưng mà riêng Đức Tài á tự nhiên hồi giờ 6 năm nay con viết bằng tay phải, giờ biểu con viết bằng tay trái nghe chừng khó à. Bắt đầu là em dùng phương pháp là em thuê Thuê viết là chị thì sao? thuê viết thuê vẽ, nói là con cứ vẽ một ngày con vẽ cho mẹ một tờ là mẹ cho con 10.000. À, sau đó là em cho các bạn ấy vẽ cùng em ròng rã 3 tháng, nhưng mà riêng bạn Thanh Tâm là bạn ấy lại lại thích thi đua với mẹ. Khi ngồi vẽ cùng với mẹ là em cứ ngồi vẽ nhưng mà em liếc sang bạn ấy, thì có nghĩa là em ngồi em nắn nót cho nó đẹp hơn thì em sẽ chậm hơn bạn đó. Bạn ấy thắng em là bạn ấy rất là vui. Nhưng mà bạn bạn Đức Tài thì em thuê ngày nào là em cho bạn ấy tiền, bạn ấy lên trường bạn ấy muốn ăn vặt em chấp nhận cho bạn ấy ăn vặt. Nhưng mà bạn Thanh Tâm thì lại mẹ ơi cho con bỏ heo. Mỗi mỗi đứa mỗi mỗi đứa trẻ thì mỗi cái cách nó khác nhau. Dạ, nhưng mà bạn Thanh Tâm bỏ heo xong rồi đến khi mẹ hết tiền là mẹ mượn. Dạ vâng, rất là dễ thương luôn. Nhưng Cảm mà ơn chị Thảo. sau khi các con đã rèn luyện trong vòng 3 tháng rồi, nó đã trở thành một thói quen rồi, là đổi chiến lược không thuê nữa. Là Thật lúc này sự tự đó. trẻ. Tự Dạ, trẻ phải vậy thôi. cũng rất là cảm ơn thầy Phong đã cho riêng các bạn nhỏ trên cả nước
và mẹ con em một phương pháp rất là hay. Và hơn một năm nay mẹ con em vẫn ngày nào vẫn rèn luyện, mỗi ngày đều vẽ hai tay mỗi ngày. Cho nên em thấy thật sự là khi tiếp xúc với thầy Phong, não em nó thông minh hơn, sáng hơn rất là Vậy nói như vậy là quý phụ huynh nhớ nha, có nghĩa là chúng ta cứ hình dung đó là cái phương pháp này dành cho trẻ nhỏ, nhưng riêng đúng là Bích Phượng đồng thuận với ý kiến chị Thảo, ngay người lớn của chúng ta, cả nhà chúng ta đều học những phương pháp này và rất hữu ích trong cuộc sống, thậm chí là trong công việc của chúng ta sẽ có những cái hỗ trợ hay lắm chứ bộ. Và Bích Tài ơi, với chị Thảo, trước khi khép lại chương trình chia sẻ ngày hôm nay, bé Tài, bé Đức Tài với chị Thảo có lời nhắn nhủ nào đến thầy Phong không? Dạ, em trước tiên là em gia đình nhà em rất là biết ơn thầy Nguyễn Phùng Phong đã sáng lập ra những cái chương trình học rất là bổ ích, giúp cho riêng phụ huynh ha, phụ huynh cũng có những cái phương pháp nếu mà phụ huynh chịu khó áp dụng vào công việc của mình cũng rất là tốt. Rồi giúp cho các con có cái phương pháp học mà thay vì các con học rất là cặm cụi rất là lâu mà các con có được nhiều thời gian để mà vui chơi, học rất là vui vẻ, không có áp lực. À, tại vì cái suy nghĩ của người Việt Nam mình á, các con lúc nào cũng rất là đè nặng về điểm số, nhưng mà để mà nói để thay đổi thì cũng rất là khó, nhưng mà nếu mà mình chịu thay đổi thì cũng sẽ rất là bình thường đó. Là thật tình là em rất là cảm ơn thầy Nguyễn Phùng Phong giúp cho em và riêng em ha, rất là cởi mở cái suy nghĩ của em từ một gọi là một người rất là cứng Gia nhắc. trưởng Dạ. như chị nói đó, gia trưởng Và đến nay là em cũng đã thay đổi được trong chia sẻ với cô với lại quý phụ huynh là bạn Đức Tài riêng năm học lớp 7 vừa rồi là em đảm bảo với quý vị là em về nhà em chưa thấy bạn ấy lật sách vở ra học bao giờ hết. Nhưng là mà nhớ ngay lập tức. em không biết, em hỏi bạn ấy là cho mẹ hỏi nè, mẹ không bao giờ mẹ thấy con về nhà con học bài, nhưng mà thi học kỳ vừa rồi là con điểm số cũng rất là cao. Như vậy là lên lớp là bạn cho con copy bài đúng không? Hỏi mé mé, hỏi mé mé, rồi lúc đó Đức Tài trả lời Nó sao? con trả lời sao? Con có copy đâu. Bạn bạn ấy còn nói à, mấy bạn khác không copy bài con thôi chứ con copy bài của bạn làm gì? Vậy là rõ ràng phương pháp học cũng giúp cho chúng ta có thêm được nhiều điều hay hơn nữa. Cảm ơn chị Thảo, cảm ơn bé Tài đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ thầy Phong có lời nhắn nhủ nào đến hai mẹ con không ạ? Ơi, cảm ơn nha chị Thảo, cảm ơn Tài. Mặc dù ở xa chỉ được học online nhưng mà Tài là một trong những học trò rất là tuyệt vời. Thầy nhìn thấy ở con có một cái tố chất gọi là của một cái người sẽ thành công lớn đấy. Tức là khi mà con không thích thì có cho gọi là biểu làm là chưa có làm, nhưng chỉ cần có cho mình một cái động lực, một cái lý do là mình sẽ làm. Và đặc biệt là sau khi mình làm rồi mà mình hiểu được rồi á, thì suy ra là mình không cần phải cho tiền nữa, mình vẫn cứ làm bình thường. Đó là những cái người chúng ta biết là nếu mà một cái người mà gọi là có một cái suy nghĩ của riêng mình mà khi mà họ hiểu ra được rồi họ sẽ làm rất là tốt đẹp và tài. Trời, qua các cái cuộc thi gọi là online với các bạn hàng tuần, mỗi tối thứ năm chúng tôi đều có cái chương trình gọi là thi cho các con online, thì tài cũng có nhận được rất là nhiều cái giải thưởng về cái khả năng của con. Thế thì để có được cái năng lực đó thì con đừng có quên cảm ơn mẹ của con. Mẹ Thảo đã đồng hành cùng con, thậm chí phải bỏ tiền mua chuộc con thời gian đầu. Nhưng bây giờ thì nó đã hình thành trong con một năng lực, và cái năng lực này càng ngày nó sẽ càng giỏi. Và thầy tin lớn lên chắc chắn con sẽ là một người làm việc nhanh nhẹn, sáng tạo, xử lý mọi thứ rất là đơn giản. Bây giờ con đi học thì gọi là thuộc bài tại lớp, còn vài bữa con đi làm thì mọi thứ là giải quyết xong gọn lẹ ở công ty, để về nhà còn có nhiều thời gian cho bản thân, cho gia đình của con, chăm sóc cho mẹ và cha con. Cảm ơn con rất là nhiều. Và cụ tôi cũng có một cái nhắn nhủ đến tất cả quý vị phụ huynh là mỗi đứa trẻ con chúng ta nó đều là một thiên tài, nó có cái tài năng riêng của nó, và chỉ cần chúng ta cho phép bản thân mình điều chỉnh cái suy nghĩ trong một thời gian như chị Thảo nói, ban đầu khó lắm. Mình đang như A mà mình lại chỉnh qua B thật sự là khó, nhưng nếu quý vị thực sự yêu đứa con của mình và muốn cho con mình một cơ hội có thể thuộc bài ngay tại lớp, thì quý vị có sẵn sàng bỏ ra 3 tháng, 6 tháng giống như gia đình chị Thảo để cho con của mình nó thích nghi với một cái gì đó mới mẻ, và như vậy thì kết quả nó vẫn không hề thay đổi, nhưng mà con của mình nó có thể thuộc bài ngay tại lớp. Đó là lý do mà siêu trí nhớ học đường ra đời.
chúng ta nhớ lên siêutrinihọc.com để chúng ta tải cái cuốn sách về, nó hoàn toàn miễn phí cho chúng ta tham khảo những cái phương pháp quý vị ha. Rồi cảm ơn lãnh đạo của đài, cảm ơn Bích Phượng đã tạo cơ hội cho tôi có được cơ hội để chia sẻ cùng quý vị những cái thông tin rất là hữu ích cho các con. Chúc quý vị hạnh phúc và thành công bên cạnh đứa con yêu thương của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ vâng, quý thính giả thân mến, chúng ta đang nghe chương trình Dạy Con Hiện Tại trên làn sóng FM 99.9 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn hai khán giả, hai khách mời ngày hôm nay, đó chính là chị Thảo và bé Đức Tài, học sinh lớp 8 đã tham gia khóa học. Cảm ơn thầy Nguyễn Phùng Phong, kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới và cũng là người sáng lập siêu trí nhớ học đường, giúp cho nhiều đứa trẻ, thậm chí là ngay cả phụ huynh có thêm được cách học, cách nhớ như thế nào hiệu quả cho công việc của mình, trong cuộc sống của mình. Và Bích Phượng cũng nhắc lại câu hỏi ngay bây giờ để quý thính giả trả lời và like share trang Facebook đến thời điểm này ạ. Đó là theo chia sẻ từ thầy Nguyễn Phùng Phong, nếu chúng ta phát hiện con cái của chúng ta có yêu sớm so với lứa tuổi của mình thì ba mẹ xử lý như thế nào? A. Cấm đoán ngay lập tức. B. Đồng thuận lúc đầu và có cách giải thích cũng như là hướng dẫn về sau. Quý vị hãy trả lời A hay B và sau đó like, share trang Facebook Nguyễn Phùng Phong. Chúng tôi sẽ chọn ra 3 thính giả trả lời nhanh nhất, đúng nhất cũng như có những chia sẻ về cho chương trình trong quá trình nuôi dạy con. Một lần nữa xin được cảm ơn thầy Phong, thầy Nguyễn Phùng Phong. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Và tuần sau chúng ta tiếp tục gặp nhau lúc 9:05 ngày thứ Năm hàng tuần trên làn sóng FM 99.9 MHz. Và hình ảnh chúng tôi cũng ghi nhận lại trên trang thầy Nguyễn Phùng Phong, trên trang Facebook Nguyễn Phùng Phong. Quý vị có thể nghe lại chương trình bất kỳ lúc nào, rất tiện lợi. Và hãy nhớ nha, trả lời để nhận được những món quà của chương trình. Đó là một quyển sách siêu trí nhớ học đường. Và phần quà thứ hai đó là tài khoản Zoom cha mẹ hiền tài dành cho chúng ta. Số điện thoại của chương trình vẫn là 028-3822-1188. Cảm ơn công ty cổ phần đào tạo tâm trí lực đã đồng hành cùng chương trình. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một tình huống vui và những thông điệp mà Dạy Con Hiện Tại gửi đến quý thính giả, quý phụ huynh. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạy Con Hiện Tại với sự đồng hành của công ty cổ phần đào tạo tâm trí lực cùng chuyên gia giáo dục Nguyễn Phùng Phong, chủ tịch Liên minh siêu trí nhớ toàn cầu tại Việt Nam. Đúng rồi thầy ạ. Dạ con chào thầy ạ. Vào học thôi em. Stop. Dạ con mời thầy vào ạ. Con đáo theo thầy. Mango. Mango. Lemon. Lemon. Tomato. Tomato. Học vậy tôi còn không nhớ nữa chứ đừng nói các bạn. Để mà nhớ được tiếng Anh ấy, chúng ta phải đọc to lên. Nếu như cái từ đó nó khó nhớ quá, rồi chúng ta phải học biết cách để mà ảo viết xuôi ngược, rồi chúng ta phải biết mã hóa cái âm thanh tương tự, chuyển cái từ đó thành hình ảnh.
thì mới dễ nhớ được. Các môn mà toán, lý, hóa, văn, sử, địa thì lại phải có những cái kỹ thuật hoàn toàn khác nhau. Và tôi đã làm nó trên siêu trí học được một cách rất đầy đủ. Các bạn nhớ lên đó mà học nha. Chúc các bạn ít cách học để khỏi cực nhọc. Tôi đã học được nhiều điều từ dự án này. Một sự đột phá khi học sinh Việt Nam có thể học tiếng Anh ngay khi học tất cả các môn học khác từ sách giáo khoa. Nội dung của siêu trí nhớ học đường trong các video rất thú vị, rất ngắn. So I think this project will improve a lot of the creative thinking ability and especially English for the Vietnamese students. These will make students remember quickly everything, not only just the numbers. I think it's very good because partly it's online, so the students can watch it anywhere, anytime. And also they're learning about Vietnamese culture, history, maths, etc. But also they can learn English at the same time. So everything becomes very simple and it can be done anywhere. The content of the video is interesting and short to keep kids engaged. So the lecture is really condensed. I think that's a creative way of teaching as a teacher. I think the mind maps especially summarize the lessons and they help the students stay visually engaged. I think it's really interesting and a great program. I think it's great. I am learning so much about Vietnamese culture and I really like that they're separated into small chunks so that you can really focus a little bit on specific information so that students can have a visual learning aspect, which is super important for different styles of learning. Some people learn audio-wise, some people learn visually, and some people learn actively. So they even have experiments in some of the science lessons that are amazing. I hope that with the knowledge that I've just shared, you will be able to learn quickly and have a retentive memory. Thank you for your listening. See you in the next lessons in the Super Memory for Schools program. Dự án này mang tính đột phá, giúp học sinh Việt Nam học tiếng Anh ngay cả khi học các môn trong sách giáo khoa. Phương pháp học trực tuyến qua video giúp trở nên đơn giản, nội dung video rất thú vị và ngắn gọn.